Mọi người thấy chiếc váy như thế nào ạ? Có xinh không ạ? Cực kỳ xinh và cực kỳ sang luôn á. Khi mà nhìn thấy cái dáng váy răng suông như này thì mọi người thường nghĩ đến là cái này chỉ hợp để mặc ở nhà thôi này, chỉ hợp để mặc đi những cái nơi kiểu như là đi cà phê dạo dạo bình thường thôi, chứ nhìn nó không thể nào mà sang được. Nhưng mọi người nhìn cái em này thì mọi người đã thay đổi quan điểm chưa? Nhìn nó siêu sang luôn á. Đây mọi người nhìn gần này. Đó. Kiểu như thế này thì Phương nghĩ là kiểu mặc đi event, đi đám cưới này kia đều được luôn á. Bởi vì cái màu sắc của nó rồi cái họa tiết của nó cực kỳ sang trọng và cực kỳ cầu kỳ. Em này thì có chất liệu là Yumi Cotton. Đó, vải Yumi thì rất là mịn này, mọi người thấy không ạ? Siêu mịn màng luôn, không bao giờ lo bị xù hay là bị giãn vải cả. Và đặc biệt là nó có co giãn này. Em này thì là dáng suông nhá. Dáng suông nhưng mà nó không phải là suông rộng phùng phừa thùng thình, mà là cái dáng suông này nó vẫn có một chút eo hót ở phần eo này, mọi người thấy không ạ? Nên là nhìn dáng của chúng ta sẽ nhỏ, nhỏ hơn rất là nhiều. Hình in nhá, cho mọi người nhìn rõ hình in này. Hình in nhá là cực kỳ chắc chắn luôn, được thêu vào đây này. Và ở đây ấy, thì có đính những cái hạt cườm màu vàng. Đó, mọi người nhìn không ạ? Cực kỳ là cầu kỳ và tinh tế luôn á. Màu sắc của em này thì là màu xanh đậm. Đây cũng là một cái màu mà làm cho chúng ta nhìn sang hơn và nổi da của chúng ta hơn. Kể cả như ai mà da ngăm đen ấy thì nhìn cũng trắng hơn khi mà mặc cái màu này nhá. Em này thì có túi luôn mọi người ạ. Đây mọi người nhìn này. Đó, có hai cái túi ở bên rìa hông này. Cực kỳ to luôn, chúng ta có thể đựng được điện thoại, được thẻ, được tiền thoải mái luôn nhá. Em này thì cũng có đủ size S, M, L, XL luôn. Đó, nên là nếu mà mọi người thích cái chiếc váy này, mọi người chỉ việc là inbox trực tiếp cho Mega Fashion, nói chiều cao cân nặng của mình để được tư vấn về size, về cái size phù hợp với mình nhất. Đó, sau đó mọi người đặt mua nó về nhà thôi là ok rồi. Vì là dịch bệnh như thế này thì chúng ta không muốn đi đâu đúng không? Thì chúng ta đặt online thì phải lựa chọn đến cái mẫu mà nó suông suông, nó co giãn như thế này thì chúng ta mới dễ có thể là lựa chọn nó, mới có dễ có thể là mặc vừa hơn là việc chúng ta lựa chọn những cái thứ mà nó kiểu như nó không co giãn hoặc là nó quá bó. Thì nên là Phương đã quyết định là review những cái mẫu co giãn và những cái mẫu suông như thế này thì mọi người sẽ dễ lựa chọn hơn trong cái đợt dịch này nhé.